đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngắt ngay đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Isle of Man Tourist Trophy được biết đến là giải đua xe nguy hiểm nhất thế giới. Isle of Man là một hòn đảo nằm trên biển Ireland, ở ngay giữa đảo Anh và đảo Ireland. Trên đảo có nhiều đường nhỏ hẹp và lắc léo nên đã thu hút những người mê đua xe tìm đến thử sức. Giải đua đầu tiên Tourist Trophy được tổ chức vào năm 1907, dài 15 dặm, tương đương 24 km. Năm 1911, đường đua được kéo dài lên tới gần 61 km quanh khu vực núi Snaffell, và đây cũng là đường đua được sử dụng đến tận ngày nay. Hàng năm, đường công cộng sẽ được đóng trong 2 tuần để phục vụ làm đường đua cho Isle of Man Tourist Trophy. Chính vì thế nên bạn đừng kỳ vọng vào cái gọi là chuẩn đường đua. Đây là đường làng bình thường được tận dụng. Đã thế, đường lại còn bé, trong khi đường đua chính thức có tường bảo vệ bằng lốp xe với mút xốp thì ở Isle of Man toàn tường đá với cột điện. Và như một điểm gỡ, nhà hỏa táng Dulles Borough của đảo nằm cách vạch đích chỉ vài trăm mét. Nhanh, rất nhanh, có 5 hạng mục đua mô tô Superbike, Senior, Superstock, Supersport và Lightweight. Các cuộc đua lớn gồm 6 vòng với chiều dài gây sửng sốt lên đến 365 km trong thời gian chỉ hơn 1 giờ 45 phút. Một thống kê quan trọng đó là tính tốc độ trung bình của một tay đua khi hoàn thành một vòng đua. Kỷ lục nhanh nhất ghi nhận được thuộc về tay đua John McGuinness với tốc độ bình quân 211,75 km/h, tức là bạn chờ được cô bạn gái của mình trang điểm mặc đồ xong thì McGuinness đã từ Hà Nội ra check-in sầm sơn tắm biển ăn hải sản được rồi. Thậm chí các tay đua tại đường đua tử thần Isle of Man Tourist Trophy có thể đạt tốc độ trên 300 km/h. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đối với tính mạng và tổn thương cơ thể khi tham gia Isle of Man Tourist Trophy xuất phát từ hai yếu tố tốc độ cực cao và đường đua hẹp với 264 khúc cua gắt, và hai bên đường đua chỉ được rào bởi các vật hết sức nguy hiểm như tường đá và cột điện mà chắc hẳn không một tay đua nào mong muốn đâm phải. Một nguy hiểm nữa có thể dễ dàng nhận ra đó là việc khán giả đứng ngay sát đường đua để quan sát, cổ vũ, la hét mà không có hàng rào ngăn cách. Khi có sai sót xảy ra thì hậu quả thật kinh khủng. Điển hình nhất là trường hợp của tay đua Conor Cummins năm 2010. Riêng giải đua năm 2017 đã có 3 tay đua tử vong tại đường đua tử thần này, trong đó có những tay đua tuổi đời còn rất trẻ, Van der Hoet 28 tuổi. Năm 2016, con số tay đua tử vong là 4 người, và tính chung trong 120 năm lịch sử đã có hơn 240 tay đua thiệt mạng. Rõ ràng với tính chất tàn khốc nguy hiểm như vậy thì Isle of Man Tourist Trophy không phải là nơi cho những tay đua yếu bóng vía muốn thử sức. Những tay đua tại các giải chuyên nghiệp trên thế giới như MotoGP hay WSBK chưa bao giờ thử thách bản thân tại Isle of Man vì chỉ một sai lầm nhỏ cũng tự đánh mất chính sinh mạng hoặc sự nghiệp. Richard Wheeler, một trong những tay đua từng chiến thắng tại Isle of Man Tourist Trophy, chia sẻ: "Nếu Roger Federer phạm một lỗi, Roger thua một điểm, nhưng nếu tôi phạm một lỗi, tôi mất mạng sống của mình." Khúc cua Ballagarry. Milky Wheeler, tay đua kỳ cựu ở Isle of Man Tourist Trophy từng nói: "Khu vực Mountain Course đầy rẫy những khúc cua nguy hiểm, nhưng Ballagarry là khúc cua đáng sợ nhất và cũng rất quan trọng." Khúc cua Ballagarry xuất hiện khá sớm, ngay sau khi các tay đua xuất phát, nên họ chưa có được trạng thái tập trung tốt nhất. Các tay đua thường lao tới khúc cua này với tốc độ rất cao, và ra khỏi khúc cua là một đoạn đường thẳng dài đến 3,4 km. Tiết kiệm từng giây ở Ballagarry sẽ là lợi thế cho tay đua ở đoạn đường thẳng sau đó. Ở khúc cua này, xe có thể đạt vận tốc khoảng 290 km/h và mọi chuyện trở nên xấu đi. Vào năm 2010, Wayne Martin mất kiểm soát với chiếc CPR-1000RR ở khúc cua này rồi đâm vào tường đá ven đường khiến chiếc xe nổ tung. Thử thách nằm ở chỗ Ballagarry là một góc cua khuất, tay đua không thể thấy những gì phía bên kia. Nếu tay đua nào lao vào cua với tốc độ chậm hoặc sử dụng phanh, người đó đã đánh mất đi những giây quý giá. Những tay đua huyền thoại. Ông vua đường đua Isle of Man Tourist Trophy là biệt danh của Joey Dunlop, người giữ kỷ lục 26 chiến thắng.
những kỹ năng siêu đẳng của ông vẫn được nhắc mãi dù Joey Dunlop đã tử nạn cách đây 2 thập kỷ. Roy Moore, một bình luận viên của giải đua nhận xét: ở những góc của East of Mentoris Trophy, bạn chỉ cần lệch 30cm khỏi vị trí thì chiếc xe sẽ bị mất kiểm soát. Đối với Joey Dunlop, nếu bạn đặt một đồng xu ở điểm vào cua thì ông sẽ cán qua đồng xu đều đặn những lần sau đó bởi trí nhớ của Joey rất siêu việt. Ông có khả năng chạy qua đúng một chỗ, đúng số, đúng vòng tua máy và đúng tư thế trăm lần như một. Xếp thứ hai trong lịch sử giải đấu sau tay đua huyền thoại Joey Dunlop là tay đua Matt Guinness đã từng 19 lần giành chiến thắng. Những vụ tai nạn nổi tiếng. Năm 1986, tay đua Gene McDonnell đã thiệt mạng tại cầu Ballot và đây cũng là một tai nạn khủng khiếp nhất lịch sử East of Mentoris Trophy. Sự cố xảy ra khi trực thăng cứu hộ cất cánh đi cứu một tay đua vừa gặp nạn. Tiếng động cơ của trực thăng khiến một con ngựa hoảng sợ, chú ngựa nhảy qua hàng rào bảo vệ và chạy ra giữa đường đua đúng lúc Gene lao tới. Gene đâm thẳng vào chú ngựa ở tốc độ tối đa và cả hai chết ngay tại chỗ. Xe của Gene bay vào hàng ô tô gần đó và nổ tung. Năm 2014, tay đua Bob Price đã chết sau khi chiếc xe của ông tiếp đất và mất kiểm soát. Xe của Bob bay rất cao và xa, lao thẳng vào hộp đêm Raven bên đường. Hiện nay, một bảng gỗ tưởng nhớ ông đã được gắn trên tường đá của hộp đêm này với dòng chữ "Yên nghỉ Bob". May mắn hơn một chút là trường hợp của Conor Cummins. Hôm đó, Conor đang lao đến đoạn Veranda nổi tiếng với 4 khúc cua dọc theo triền núi ở tốc độ 240 km/h. Khi đang vào cua phải, anh bắt đầu mất kiểm soát. Conor cùng chiếc xe trượt tự do trên đường, khiến cả người và xe đều bay xuống vực. Conor bị văng lên, lộn nhiều vòng rồi đập xuống. Mảnh vỡ của chiếc xe văng xa hàng trăm mét từ chỗ tai nạn. Conor nằm viện 2 tháng sau đó, trong người lắp đầy ốc vít và mảnh kim loại vì xương gãy rất nhiều. Vụ tai nạn đã để lại những vết sẹo khủng khiếp trên cơ thể cũng như trong tâm trí anh. Tuy nhiên một năm sau đó, người ta lại thấy Conor Cummins cưỡi trên chiếc xe mới phóng như bay qua đoạn Veranda đầy kỷ niệm. Không những thế, bạn còn có thể bị thương hoặc chết oan vì những sai lầm của người khác. Điển hình là trường hợp của bà Hilary Musson, tay đua nữ thứ hai tham gia East of Mentoris Trophy vào năm 1978. Sau khi đã giải nghệ East of Mentoris Trophy, ngày 7 tháng 6 năm 2007, một tay đua lao xe rất nhanh dọc đoạn núi, quẹt vào cột đèn bên đường và chết tại chỗ. Chiếc mô tô nặng 200kg lao trên đường như tên lửa rồi bay thẳng vào nhóm khán giả gần đó. Hai khán giả tử nạn cùng hai kiểm soát viên bị thương nặng, trong đó có bà Musson. Bà tỉnh dậy trong bệnh viện với đa chấn thương trên người và một chân bị cắt. Đến giờ bà vẫn còn giữ chiếc áo kiểm soát viên mặc hôm đó vì nó còn in dấu bánh xe. Bà chia sẻ, đôi khi tôi vẫn không chấp nhận được sự thật này vì đó không phải lỗi của tôi cảm thấy quá bất công. Mặc dù nội dung đua xe ngày càng đa dạng, sidecar vẫn là một nội dung thi đấu rất đặc biệt. Nội dung đua sidecar được xếp vào loại điên khùng nhất bởi tay đua phụ trao hoàn toàn mạng sống của mình cho tay đua chính. Lớn lên ở Anh, Ben Bichon mơ ước trở thành một tay đua mô tô từ bé. Nhưng Ben không có tiền và cũng chẳng có quan hệ nào để giúp ông trở thành một tay đua thực thụ. Cách duy nhất là ông trở thành tay đua phụ sidecar. Tay đua chính luôn cần một tay đua phụ chỉ cần bộ đồ bảo hộ, sự liều lĩnh và một cái đầu điên rồ. Tay đua phụ ngồi trong thùng xe và chỉ có một tay nắm để bám vào. Nhiệm vụ của họ là làm đối trọng cho xe khi vào cua, đẩy thân mình qua chiều ngược lại để giúp chiếc xe bám đường. Điều quan trọng là những người này phải có cảm giác thật tốt để phối hợp với tay đua chính. Ben Richard đã mất 10 năm làm tay đua phụ để dành dụm đủ tiền trở thành tay đua chính. Sau đó, ông thuê em ruột của mình làm tay đua phụ. Họ đã trở thành đôi mạnh sau đó, vô địch sidecar thế giới năm 2009 và thắng thêm 5 giải nữa sau đó. Cách đây không lâu, hai người đã lập kỷ lục tại East of Mentoris Trophy khi hoàn tất một vòng đua với vận tốc trung bình 188 km/h. Đó là câu hỏi đang được đặt ra cho giải đua vốn luôn luôn là tâm điểm của những chỉ trích và kêu gọi dừng tổ chức. Vậy tại sao hàng năm mọi người vẫn tham gia một cuộc đua bất chấp nguy hiểm thương vong rất cao, nhưng phần thưởng về mặt tiền bạc không có gì nổi bật bằng giải MotoGP vốn an toàn hơn. Với những người trải qua cảm giác phấn khích khi ngồi trên xe với tốc độ cao và làm chủ được nó, chinh phục lằn ranh sinh tử trong tích tắc, thì khả năng nghiện là rất cao. Không những thế, những tay đua này còn phải có một chút máu điên trong người thì mới có thể ngồi lên xe hết ga hết số để thỏa mãn cảm giác nghiện ấy. Bởi East of Mentoris Trophy, mỗi nơi đều là những trải nghiệm từ khán đài chính cho đến vạch kết thúc.
Vậy đó, Isle of Man Tourist Trophy hấp dẫn như một nụ hôn của thần chết, nhưng hàng năm mọi người vẫn tham gia một cuộc đua bất chấp nguy hiểm thương vong rất cao. Một trích dẫn từ tay đua Guy Martin để lý giải cho điều này. Khoảnh khắc sự sống và cái chết cận kề lúc xảy ra va chạm là một thời khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Nó khắc sâu trong tôi như một điểm mốc đặc biệt. Tiền bạc không thể mua được điều đó. Cuộc đời này được thanh tẩy quá mức với những điều cấm kỵ, với những lời khuyên về an toàn sức khỏe. Nếu giải đua này an toàn, tôi sẽ chẳng thèm tham gia nó. Các bạn nghĩ như thế nào về giải đua này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở một bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.